Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong năm 2021 Tân Sửu này. Trong năm tới đây, vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Canh Thìn vào năm 2000 sẽ ra sao? Mệnh chủ có được thần tài mở kho, ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, chúng ta có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm mới 2021? Để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Tử vi năm 2021 của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 dự đoán, đối với người có ý định bắt đầu một doanh nghiệp mới thì năm 2021 là phù hợp nhất với bạn. Kế hoạch sẽ thành công, sẽ có rất nhiều người giúp đỡ bạn để thành công. Những người độc thân sẽ sớm có tình yêu, may mắn trong sự nghiệp song hành cạnh với nhau. Những người sinh năm 2000 sẽ có một gia đình thịnh vượng vào năm 2021. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên, bạn cũng sẽ kiếm được thêm tiền từ bạn bè. Có điều quan trọng là cần phải tránh xa những kẻ tham lam. Trong sự nghiệp sẽ được thăng chức nhờ sự siêng năng và chăm chỉ. Đối với vận may tình yêu, mệnh chủ độc thân sẽ gặp được ý trung nhân, vì vậy nên nắm chặt cơ hội. Theo dự đoán may mắn thì tuổi Canh Thìn đang trong tình yêu sẽ bước vào hôn nhân vào năm nay. Điều quan trọng là đừng rất kén chọn và trân trọng người đi cùng với mình hiện tại. Vận may về sức khỏe thì khá tốt vào năm 2021. Người tuổi này có thể tìm được cơ hội phát huy tài hoa và năng lực, tuy nhiên tình hình sức khỏe, đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt. Năm Tân Sửu tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy tài năng vẫn giấu xín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi bạn nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mong muốn. Thế nhưng để có thể đi đến thành công, chắc chắn bạn sẽ phải trải qua nhiều chông gai vất vả, tốn nhiều tâm huyết chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, hóa giải các xung giáp do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, do tác động của thương quan chủ yếu gây ra những mối bất hòa tai ương khiến cho mệnh chủ tính tình nóng nảy, nên trong năm nay, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 dễ có được lúc kiêu ngạo, coi thường ý kiến của người khác. Nóng nảy dễ nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng thời sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì bản mệnh không nên thường xuyên đi tới những khu vực ẩm ướt như sông ngòi, hầm lò hoặc những khu vực có âm khí nặng nếu không muốn vận thế bị ảnh hưởng cũng như sức khỏe bị giảm sút. Đương nhiên trong năm 2021, bản mệnh sẽ có trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, bát bảo tâm kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thường thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Tử vi năm Tân Sửu 2021 của tuổi Canh Thìn, thời trẻ sự nghiệp lẫy lừng, có quyền có thế, về già vẫn được danh tiếng cho mình.
Nói chung, vận trình tuổi này luôn thuận buồm xuôi gió, những năm tuổi già thì hưởng trọn vinh hoa phú quý chẳng phải lo phiền. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ thổ tương đồng lại gặp hình thái tuế nên dễ mắc những bệnh liên quan tới thính giác và gặp phải những tai nạn liên quan đến đổ máu trong năm nay. Ngoài ra, về vấn đề tài lộc, dễ gặp chuyện phá tài, sự nghiệp không thuận lợi, địa vị công việc dễ bị người khác cướp mất. Các dự án hợp tác cũng dễ bị thất bại, chú ý những kẻ tiểu nhân xung quanh để tránh làm việc vất vả mà không được lợi lộc gì. Mệnh chủ tốt nhất cần đeo trang sức trợ mệnh Thân, Tí, Thìn để gặp hung hóa cát trợ mệnh cho mình. Cuộc sống thanh nhàn vui vẻ, thời gian rảnh lại cùng bạn bè tụ họp chuyện trò, có thể đăng ký tham gia các đoàn hội hay là đi du lịch theo đoàn để tâm hồn thư thái, giải tỏa áp lực nếu có. Tuy nhiên, con giáp này nhớ nên cẩn thận đề phòng kẻ xấu không thừa, đừng chủ quan nghĩ rằng đã đi qua gần hết đời người, biết mọi sự trên đời mà chủ quan, dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Nam mệnh 22 tuổi gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Từ xa xưa thì nhân gian ta đã có câu sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Vậy nên dễ cảm thấy việc không thuận ý, nhưng mệnh chủ cần phải dùng thái độ tích cực để đối mặt, cố gắng chăm chỉ làm việc, mọi cố gắng sẽ có những đền đáp xứng đáng. Nữ mệnh 22 tuổi gặp thái âm chiếu mệnh, cần chú ý phòng những bệnh về phụ khoa, thai sản như khó sinh. Đối với những bạn đang trong thời gian thai kỳ, cần phải chú ý tuân theo chỉ định của bác sĩ và tẩm bổ hợp lý, tránh đi lại nhiều. Tử vi năm 2021 tổng quan cho thấy, năm nay bạn sẽ không hài lòng với công việc. Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ có nhiều điều sai phải sửa chữa. Khi mới đi làm thì có thể gặp nhiều vấn đề rắc rối trong sự nghiệp. Trong công việc thì sẽ phải đối mặt với kết quả làm việc kém hiệu quả, các gặp các vấn đề trong mối quan hệ với đồng nghiệp và không biết làm thế nào để thực hiện công việc. Có thể may mắn hơn trong tài chính, tuy không đạt yêu cầu đặt ra vì tất cả các loại vấn đề trong công việc có thể ảnh hưởng đến tiền lương và tiền thưởng của bạn. Lo lắng quá mức, thức khuya và làm việc ngoài giờ có thể dẫn đến suy giảm sức khỏe, mắc một số bệnh nhẹ. Còn trong tình cảm thì bạn sẽ may mắn hơn vì một số người khác giới xung quanh sẽ giúp bạn trong sự nghiệp hoặc cuộc sống. Năm nay tốt hơn hết nên đeo vòng tay dây đỏ hoặc vòng tay mã não có ký hiệu của tuổi Canh Thìn để giảm tác động xấu năm 2021 Tân Sửu và chúc phúc cho cả gia đình hạnh phúc may mắn. Về sự nghiệp của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong năm Tân Sửu, mệnh chủ sinh năm 2000 Tân Kim lộ xuất thương quan Sửu Thổ tọa thứ tài. Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới. Các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2021 để được may mắn bình an. Mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm nay cùng với thái tuế tương hợp sẽ là cát lành. Vì có rất nhiều sự giúp đỡ như vậy, nên mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm nay phương diện tài vận sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đây là một năm có tài vận chính ổn định, làm càng nhiều càng được nhiều. Nếu mệnh chủ chịu khó bỏ công sức ra, chắc chắn sẽ có được thành quả ngoài mong đợi của mình. Tài vận cũng khá, hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dẫn đến phá sản, kẻ xấu dẫm đạp, đầu tư thua lỗ. Ngoài ra, để tăng cường tài lộc, hãy sử dụng vòng tam hợp quý thần cho tuổi của mình để kích hoạt hòa hợp, tăng cường nhân duyên, chiêu mời quý nhân tương trợ. Đặc biệt, các mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 và năm Tân Sửu này sẽ cần cẩn trọng chú ý vào tháng Mậu Tuất, dương lịch từ ngày 6 tháng 10 cho đến ngày 4 tháng 11, tức từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 9 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào các tháng này, cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập tới. Cần tuyệt đối, không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 không nên tiến hành công việc quan trọng, trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy.
Tài lộc của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vào năm Tân Sửu có thể là tiền phi pháp, tài lộc hoạnh tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình thì dễ mất mát, của thiên trả địa. Hãy lưu ý khi chi tiêu, và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, mệnh chủ cần phải đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm Thái Tuế Sửu Thổ, chủ về thủy khí vượng, có Thái Tuế trợ lực, làm những việc có liên quan đến nước sẽ dễ thu lợi về tay. Tuy nhiên thì không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về, bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng khách lớn tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền, cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh để lược lộc tài vượng tiến suốt đời bình an. Tình duyên của tuổi Canh Thìn trong năm 2021. Canh Thìn sinh năm 2000, bước vào năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế trợ đào hoa, hồng loan các tình nhập mệnh, mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Tân Kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Mệnh chủ dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh, thực tế nhưng khá tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái. Ngoại hình, khí chất đều không tồi. Song Canh Thìn sinh năm 2000 nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là đàm hoàm trì đào hoa, tức một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó biết mà trân trọng, giữ gìn trong tay mình. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là một dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, có thể sa ngã, đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu. Bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu sự thiệt thòi lớn. Để tăng cường nhân duyên, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp Thân Tý Thìn giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra, với nữ mệnh cần sử dụng thêm mặt dây chuyền hồ ly để kích hoạt cung nhân duyên, giúp tăng cường sự hấp dẫn với người khác phái. Sức khỏe của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vào năm Tân Sửu gặp được sát tinh và tang môn, địa tang. Đối với sự bình an tổn hại do sát diệu nhập mệnh tương đối lớn, mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 cần phải đề phòng tai nạn ngoài ý muốn gây tổn hại thân thể. Mọi chuyện nên cẩn thận một chút, cần phải chăm sóc bản thân tốt, đừng tham gia các hoạt động nguy hiểm, đừng chơi dưới nước, đừng đi đến những nơi tối tăm ẩm ướt và đừng cãi nhau gay gắt với người khác. Mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ gặp vấn đề nhỏ khi nói đến sức khỏe. Bạn sẽ mắc các bệnh phổ biến như cảm lạnh, cảm cúm, đau dạ dày, cần phải thận trọng đối với vật viêm xoang và viêm khớp. Nói chung, mệnh chủ tuổi Canh Thìn sẽ ổn nếu ăn tốt, ngủ ngon và tập thể dục thường xuyên, nhưng cần phải thận trọng trong các tháng 1, 4, 7 và 12. Cần chú ý sức khỏe của chính mình, đặc biệt là về phương diện bệnh về gan và túi mật. Năm nay bất luận là người lái xe hay đi công tác bên ngoài đều giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được đi đến nơi nguy hiểm. Cần chú ý an toàn giao thông, tránh đi làm về khuya, đề phòng lơ là chủ quan mang đến tai nạn ngoài ý muốn. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nam mạng, sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu hiện niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tổn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức,
khi dập sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh, chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương Tinh. Ánh trăng bị che mở thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hãy ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mở nên cuộc sống u tối, thường gặp trở ngại, không phát huy được năng lực của bản thân. Trong đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần phải lưu tâm chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền, về dĩ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này, phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn thiên tinh. Người gặp hạn thiên tinh đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu Đức Phật phổ độ mới qua khỏi, hạn chế trèo cao, té ngã, ăn uống thì đề phòng ngộ độc. Căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Theo đó thì kim gặp năm có hạn này, đương số gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp ra thì một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra, đó là tai nạn về ban đêm. Tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi mà trời tối. Hạn thiên tinh thì chủ về tiêu hóa, rối loạn chức năng, đau bụng, dạ dày, có thể bị ngộ độc thực phẩm. Sao chiếu mệnh của năm 2021 Tân Sửu, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng, sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm thì mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được, đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ mà gặp sao này sẽ được vui vẻ, tiền tài, hạnh phúc, đạt được các ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới, nhưng không tốt lắm đối với nam. Sao Thái Âm tốt cho nam và nữ vào tháng 9, nhưng kỵ vào tháng 11. Nữ bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nam mạng Tân Sửu gặp hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo chủ về sức khỏe, nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, gặp hạn Tam Kheo cần phải đề phòng những chấn thương ngoại khoa như chân tay, xương khớp. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Đối với vấn đề gia đạo thì tuổi Canh Thìn sẽ có được cuộc sống đầy đủ, êm ấm. Họ sẽ được sống trong sung sướng, công danh, có ý chí quyết tâm và nỗ lực theo đuổi thì có thể đạt được thành công to lớn. Còn nếu chấp nhận theo những xô đẩy của cuộc đời và bằng lòng với tất cả thì chỉ dừng lại ở mức trung bình. Tuy nhiên, bạn không nên theo đuổi thì cuộc đời vẫn có cho mình một danh phận, sẽ có điều kiện tạo nên những thành công trong sự nghiệp. Hãy cẩn thận, sáng suốt để chọn cho mình một con đường tốt đẹp nhất cho tương lai sau này. Tốt nhất, không nên đặt hy vọng hay là trông ngóng sự giúp đỡ của người khác. Để chạm được thành công, bạn phải tự mình lựa chọn và quyết định. Đường công danh sự nghiệp của bạn chắc chắn sẽ nắm vững và có được thành công ở độ tuổi 30. Tuy nhiên, có thể trong cuộc đời sẽ bị sụp đổ một lần trước khi ổn định thật sự. Dù vậy, không cần phải quá lo lắng, bởi sau đó bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và quyết tâm cao hơn để gây dựng lại. Không được nản chí, hãy làm lại từ đầu, vận dụng tất cả những gì mình có chắc chắn sẽ đạt được thành công. Tuổi Canh Thìn nam mạng trong cuộc đời của họ gặp nhiều may mắn, những điều tốt đẹp, dường như là không bao giờ thấy cuộc đời phải đi con đường u tối, mà trái lại thường màu hồng và mang lại rất nhiều hy vọng. Bắt đầu từ 27 tuổi trở đi thì mọi sự sẽ lên không ngừng. Dựa theo tử vi của tuổi Canh Thìn có vận mệnh rất tốt, ở mọi khía cạnh cuộc sống đều không phải lo nghĩ về các vấn đề vật chất hay tinh thần. Nếu có thêm sự sáng suốt và tính nhẫn nại thì nhất định con đường công danh sẽ ở mức tuyệt đỉnh. Nữ mạng tuổi Canh Thìn thì sẽ có nhiều điều tốt đẹp cả về sự nghiệp lẫn công danh. Bạn có số hưởng tài lộc và thời trung vận, hậu vận rất tốt, được hưởng một cuộc sống sung túc đầy đủ, gia đình êm ấm, công danh tiền bạc. Canh Thìn gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp,
tốt đẹp về đường tài lộc. Công danh của nữ nhân Canh Thìn không được cao cho lắm, tuy nhiên không phải là không có, nhưng chỉ đạt ở mức trung bình mà thôi. Tuy nhiên, nếu không tốt về vấn đề công danh thì việc làm của bạn về giao thương hay buôn bán, gia đạo được âm ấm và luôn đầy đủ, con cái vui tươi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Để vận trình đạt được nhiều điều như ý, ngoài tử vi năm 2021, bạn có thể tham khảo thêm tử vi tháng, tử vi tuần và tử vi hàng ngày được cập nhật thường xuyên trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc các anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.